đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu bồn cầu hai khối đến từ thương hiệu bồn cầu Phúc Tô. Thì các bạn thấy bên cạnh Vân là bồn cầu hai khối với chân cầu được thiết kế trơn láng. Đây là một ưu điểm của loại bồn cầu này. Hơn nữa thì lớp viên sứ cũng sáng bóng, hạn chế việc rong rêu bám bẩn khi mà chúng ta sử dụng lâu. Bồn cầu này thì sử dụng hệ thống nắp êm, hạn chế tiếng ồn. Và sẽ gạt một lần xả ở đây thì các bạn có thể thấy thì lòng bồn cầu cũng rất là sâu, khi mà sử dụng cũng sẽ hạn chế được việc đó là nước bị văng ra bên ngoài rất là khó chịu. Và bồn cầu Vân giới thiệu có mã số là C1388. Và để có thể biết thêm thông tin về bồn cầu này, mọi người có thể truy cập ở bên phía dưới nha. Mọi người cũng đừng quên like, subscribe cho kênh siêu thị Kim Quốc Tiến. Và bây giờ chào tạm biệt.